Đời vui khỏe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo từ công ty Princess Lifestyle. Xin chào Lưu Mỹ Linh. Xin chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Khanh. Thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng. Bây giờ chúng ta có thể sắp sửa trở lại được nhịp sống bình thường rồi. Với lại lượng vaccine đã được phân phối tương đối là tốt. Được đến tháng 5 này thì toàn dân California chúng ta có thể sẽ được yên ổn. Chúng ta sẽ có lượng miễn dịch cộng đồng rất là cao. Chúng ta sẽ được chích ngừa đầy đủ. Thì như vậy là chúng ta sẽ có thể vui vẻ lại với cuộc sống, có thể ra ngoài chạy bộ và đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè với gia đình. Một điều rất là tốt thưa quý vị. Và thưa quý vị, để chuẩn bị cho cái chuyện mà chích ngừa và là đại trà, tức là ai, những người trưởng thành không cần giới hạn tuổi tác, cũng không cần giới hạn cái vấn đề ngành nghề đó, thì có một số người ta khuyên rằng là bây giờ mặc dù là mình chưa có đủ tiêu chuẩn, nhưng mà mình có thể register trước, phải không ạ? Để sau này khi mà họ đưa ra cái quy định mới đó thì ít nhất mình cũng đã ghi danh xong rồi. Quý vị cần phải có một cái email, số điện thoại, tất nhiên là phải ngày tháng năm sinh và địa chỉ nữa, thì quý vị có thể rất là nhiều trang mạng của chính phủ tại California cũng như là tại Orange County để mà có thể ghi danh trước. Rồi bây giờ trở lại với vấn đề chương trình kiến thức dược thảo ngày hôm nay, thì thưa quý vị, trong những cái loại dược thảo, những cái thực phẩm chức năng mà bồi bổ cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, thưa quý vị, mà ngày nay người ta sử dụng rất là rộng rãi, mà chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả của những cái loại dược thảo này, đó là những cái loại nhân sâm. Nhân sâm thì thưa quý vị phải nói rằng là người ta đã dùng hàng ngàn năm rồi. Nhắc tới nhân sâm thì nhắc đến nhân sâm Triều Tiên, Hàn Quốc, người ta đã xài rất là lâu, và qua Việt Nam mình cũng dùng nhiều năm về nhân sâm. Nhân sâm Việt Nam cũng có những loại rất là nổi tiếng và rất là quý, thưa quý vị. Và gần đây người ta đã phát hiện trên những cái vùng núi cao Việt Nam, Việt Nam cũng tiến tới cái chuyện mà cũng đã có thể nuôi trồng những cái loại nhân sâm quý rồi. Cái điều thuận lợi nữa đó là ngày xưa thường thường nhân sâm đó người ta khai thác trong tự nhiên, phải đi rừng đi núi tìm kiếm hàng tháng trời đào mới có. Còn trong khi bây giờ nhân sâm nuôi trồng, trồng cấy ngay tại Hoa Kỳ này thôi đó, thì công ty Princess Lifestyle cũng có một cái ruộng sâm tại bang Wisconsin, nơi cái vùng núi cao, nơi mà nổi tiếng trồng sâm là sâm Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành thử ra là bây giờ đó là chúng ta có nhiều cơ hội, nhân sâm bây giờ không có mắc nữa, tùy lẹ theo loại mà chúng ta sử dụng mà thôi. Nhưng mà nói về nhân sâm thì thưa quý vị, không phải ai cũng sử dụng được hết. Có những người có những cái tình trạng sức khỏe đặc biệt thì cũng cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình trước khi mà chúng ta chọn sử dụng một cái loại nhân sâm nào. Thì nhân sâm nó cũng có nhiều loại, thì xin Lưu Mỹ Linh cho biết thêm chi tiết để trước khi mà chúng ta nói về những cái tác dụng mà dân gian cũng đã biết về nhân sâm đó. Nhân sâm thì thường thường chúng ta thấy có hai loại, một loại là hồng sâm, một loại là bạch sâm. Thường thường hồng sâm thì ở trong Đông y thì mình thấy là người ta gọi là sâm Triều Tiên, tức là hồng sâm nhiều. Còn người khi chúng ta gọi nó sâm Hoa Kỳ có nghĩa là bạch sâm. Sâm Hoa Kỳ có tính chất là tương đối mát, cho nên là rất là dễ sử dụng. Còn hồng sâm thì nó tương đối là nó nóng, cho nên là tùy theo vào tình trạng sức khỏe chúng ta phải đi tham khảo với các bác sĩ chuyên môn để xem rằng ví dụ như chúng ta có những cái trở ngại gì về sức khỏe đó thì có phù hợp để sử dụng sâm hay không. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết được rằng nhân sâm giúp cho chúng ta có được giúp cho khí huyết của chúng ta lưu thông, thưa quý vị. Và trước giờ thì bao nhiêu ngàn năm nay nhân sâm được sử dụng như là một trong những loại thượng dược rất là cao quý và rất là đắt giá. Cho nên là trước giờ đó thì nếu mà ở những tầng lớp mà hơi thấp ở trong xã hội thì họ không có điều kiện để sử dụng nhân sâm, bởi vì chỉ dành cho những bậc vương giả mà thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thế kỷ văn minh, hơn nữa là nhân sâm bây giờ được trồng cấy cũng bằng phương pháp thiên nhiên nhưng mà được chăm sóc kỹ lưỡng, và những cái cây sâm nó phát triển rất là tốt và có đầy đủ những dược tính để trợ giúp cho cơ
của chúng ta đó thì đã khiến cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta đều có thể sử dụng được. Nói tóm lại là chúng ta muốn hay không thôi, nhưng mà chúng ta đều có đủ khả năng để sử dụng nhân sâm, thưa quý vị. Và chúng ta không thể phủ nhận được rằng nhân sâm từ trước cho đến giờ nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta, nó giúp cho chúng ta được phải nói là được được khỏe, cái oxygen nó được luân chuyển ở trong máu, nó giống như là một cái loại chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, như là chúng ta pha nước uống vân vân, nó giúp cho chúng ta có sức đề kháng và giúp cho chúng ta qua những cái mùa đông các thứ đó thì chúng ta giữ được cơ thể của mình ấm vân vân. Nói tóm lại là nhân sâm rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Trước giờ thì chúng ta vẫn nghĩ là nhân sâm chỉ dành cho những vị lớn tuổi thôi, nhưng mà thực chất thì khi bất cứ lứa tuổi nào chúng ta cũng thể uống được, như là một cái loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, và hoàn toàn là bằng thiên nhiên hết. Giống như mỗi ngày chúng ta uống vitamin C đó, thì chúng ta uống một ly trà sâm, một tách trà sâm một ngày thôi cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta rất là nhiều, thưa quý vị, và giúp chúng ta có sức đề kháng tốt. Theo như đông y thì nói là giúp cho khí huyết lưu thông, và khi khí huyết lưu thông thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Đó là công dụng của sâm. Nhưng mà có những nơi người ta đưa ra những cái tác dụng của sâm nó hơi 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 đặc biệt quá, nhưng mà chúng ta thì chỉ đi vào những tác dụng thật là thiết thực của nhân sâm, đó là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, giúp cho bồi bổ khí huyết của chúng ta theo như những nghiên cứu về đông y, đơn giản là như vậy. Và giúp cho chúng ta, khi mà chúng ta có được cơ thể khỏe mạnh như vậy đó, thì chắc chắn là tuổi thọ của chúng ta sẽ được kéo dài hơn. Cho cơ thể khỏe mạnh như vậy thì chúng ta sẽ không có bệnh hoạn gì hết. Nói tóm lại là như vậy. Thì thưa quý vị, nhân sâm trường thọ là một loại sâm organic, tức là được trồng cái 100% bằng phương pháp thiên nhiên ở ngay tại tiểu bang Wisconsin. Sau khi đã qua được một cái mùa đông á, khi mà tuyết phủ xuống xong đến mùa xuân á, thì cái lớp đất ở đó nó rất là màu mỡ, cộng thêm những cái sự chăm sóc kỹ lưỡng của những nhân viên, thì cái cây nhân sâm đó nó được trưởng thành rất là khỏe mạnh, và nó mang lại được cái sự thu hoạch rất là tốt. Bởi vì những cái củ sâm khi mà được trồng cấy bằng phương pháp thiên nhiên và được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy đó, thì cái dược tính rất là cao ở trong đó. Như vậy thì khi dược tính càng cao thì càng hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta, thưa quý vị. Và chúng ta có thể, trước giờ chúng ta đều biết là chúng ta có thể sử dụng sâm từ năm này qua năm khác để hỗ trợ cho sức khỏe của mình, đó là một điều rất là rõ ràng, thưa quý vị. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh. Và thưa vị, đúng như Lưu Mỹ Linh nói đó, thì là nói về nhân sâm thì người Việt Nam chúng ta cũng như là những dân tộc khác đã từng sử dụng nhân sâm, có lẽ là hiểu rõ hơn về cái công dụng và cái hiệu quả của nhân sâm. Nó trải qua hàng ngàn năm rồi, thưa quý vị. Nhưng mà đúng như Lưu Mỹ Linh nói đó, thì mình khi mà dùng tất cả những loại dược thảo, không riêng gì nhân sâm, mình đừng tưởng tượng quá những cái công dụng lớn lao của nó. Dược thảo hình như là cho tới giờ giờ này chúng tôi được biết là đông y cũng như là tây y chưa có một cái loại thuốc nào gọi là trị bá bệnh, tức là trị nhiều bệnh cùng một lúc. Cái vấn đề chung nhất mà ai cũng phải thừa nhận đó là mình cố gắng nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của mình, thì khi mà chẳng may mình nhiễm bệnh hay là bất cứ một cái nào đó, thì cái sự chống chọi của cơ thể của mình tùy tùy theo cái tình huống nó như thế nào, thì bệnh nặng bệnh nhẹ, triệu chứng nặng triệu chứng nhẹ như thế nào, thì tất cả nó phụ thuộc vào cái vấn đề hệ thống, cái gọi là đề kháng của cơ thể của mình. Thành ra mình tập trung vào vấn đề đó. Nói về nhân sâm, thưa quý vị, chúng tôi đã đi qua Hàn Quốc, đến một cái công ty gọi là lớn nhất nhì chuyên về sản xuất nhân sâm của Hàn Quốc, đến các ruộng sâm được trồng tại Hàn Quốc, nhìn thấy cái củ sâm người ta đào lên từ ở dưới ruộng lên cho chúng ta thấy. Hồng sâm như Lưu Mỹ Linh nói đó, thì đúng là bây giờ thị trường phân ra làm hai loại, nhưng mà cái gốc của cái hồng sâm đó thì nó cũng là bạch sâm, tức là nó là sâm trắng mà thôi. Mà chúng tôi đã từng được nếm cái sâm mà để chế biến thành hồng sâm đó, khi người ta vừa mới đào lên, người ta rửa sạch xong cho mình nếm thử, cái mùi nó hăng kinh khủng, thưa quý vị. Sâm. Thế thì khi nào gọi là hồng sâm? Cái gốc của nó khi nó trồng người ta nhổ lên cũng là bạch sâm màu trắng tươi, giống như cái củ cải thôi chứ không có gì khác biệt hết, thưa quý vị. Nó màu trắng như vậy.
người ta ở Hàn Quốc người ta dùng một cách phơi sấy khô đặc biệt, nói là tạm gọi là sấy khô chứ không phải sấy khô, không phải bỏ vô lò sấy, mà người ta sấy theo cái cách đó là dùng nắng gió tự nhiên, không phải là phơi ngoài trời như như là người Việt Nam ta phơi khô, cũng không phải là bỏ trong nhà, mà nó dùng một cái nhà chứa, một cái nhà sấy khô mà bên trong đó nó có vừa đủ nắng vừa đủ gió, thì cái sâm từ từ, thưa quý vị, bạch sâm từ từ nó chuyển dần qua cái màu hồng nhạt và màu hồng đậm hơn và trở thành hồng sâm. À, là do cái cách người ta chế biến, cái cách người ta sấy khô, chứ không phải cái củ sâm nó màu đỏ đào lên cái nó đỏ gọi là hồng sâm, không phải. Mà tại sao người ta phải làm như vậy? Vì người ta thấy rõ ràng khi mà với cái cách mà phơi nắng gió sấy như vậy thì cái hồng sâm nó đạt cái độ saponin cao nhất. Hồng sâm Hàn Quốc, thưa quý vị, cái độ saponin nó là 32, là nhất thế giới, cho là dược tính của nó. Trong khi những sâm khác, sâm Nhật Bản, sâm Hàn Quốc, thậm chí là sâm Hoa Kỳ, cái độ saponin tùy loại, có loại đạt được một nửa, có loại đạt không tới một nửa, tức là chưa tới 16 độ saponin so với sâm của Hàn Quốc. Tiền nào của nấy, thưa quý vị. Bởi vì biết á, mà trồng hầm sâm của Hàn Quốc á, nếu mà trồng đúng cách, người ta trồng đến 6 năm. À, chứ không phải là chỉ có 1-2 năm nhổ lên là chúng ta chỉ làm canh ăn thôi, chứ không có dược tính gì hết trơn. Đó, thành thử ra mà người ta, quý vị biết, người ta trồng 2 năm, xong người ta bắt đầu coi cái sự phát triển 2 năm đó, cái cây sâm nó như thế nào. Những cây nào còn tốt, người mà độ đúng cái độ dược chất của người ta mới đem chính thức trồng vô, giống như mình cấy mạ rồi đem mạ ra cấy ngoài lúa ngoài đồng vậy đó. Có hai giai đoạn như vậy. Khi mà cái ruộng sâm đó mà người ta trồng 2 năm, người ta thấy cái độ dược chất của nó không có đạt cái mức đúng tiêu chuẩn, nhổ bỏ hoặc là bán ra làm củ cải, bán ra làm nấu canh ăn. À, thì coi chừng quý vị mua nhầm mấy cái loại mà nấu canh ăn đó. Không à? Đó. Sau 2 năm sau đó người ta mới nhổ, và người ta nghiên cứu xong xuôi hết rồi, người ta mới nhổ, người ta trồng vô trong cái ruộng sâm chính thức thêm 4 năm trời đằng đẵng nữa mới có được cái sâm 6 năm tuổi. Thành thử ra sâm mà quý vị đòi mua rẻ không có đâu, tông người ta cực lắm, mắc lắm. Một cái hũ sâm không sao được, nhớ khoảng chừng nhỏ nhỏ vậy thôi, gần 300 đô, chúng tôi mua chính hãng của bên đó, mà nó gọi là cao cốt sâm đặc biệt, chỉ cần múc một muỗng chút xíu, tức là bằng khoảng 2 hộp bắp thôi, pha vào nước ấm buổi sáng uống, người mình bừng bừng nóng lên liền. Tại vì quý vị cũng biết sâm đó là nó giúp cho cái hệ thống tuần hoàn, giúp cho tuần hoàn máu, tuần hoàn làm cho cơ thể mình ấm lên là như vậy. Và chúng tôi cũng đã đến cái viện nghiên cứu chuyên về sâm của Hàn Quốc lớn lắm, trên 250.000 square feet, thưa quý vị, lớn kinh khủng. Và phỏng vấn một cái người gọi là dược sĩ chuyên về nghiên cứu sâm, thì họ, chúng tôi có hỏi có phải là sâm chữa hết tất cả các bệnh này kia không, họ nói không. Cho tới giờ phút này người ta mới chỉ thấy rằng cái tác dụng của sâm đó là gì, giúp tuần hoàn máu. Thì quý vị biết cái chuyện mà tuần hoàn máu là cái gì, đưa máu, đưa oxygen đến các tế bào, làm cho tế bào chúng ta khỏe mạnh, từ đó hệ thống phòng thủ nó cũng mạnh mẽ lên. À, từ qua cái chuyện đó thì nó dẫn tới cái chuyện kia. Rồi, họ sâm có chữa ung thư không? Chúng tôi hỏi luôn cái câu đó, hỏi thẳng luôn cái người Hàn Quốc đó, cái người dược sĩ đó, họ nói không. Sâm hiện giờ người ta mới chỉ có nghiên cứu dùng sâm như là một chất chất dẫn đưa những cái loại thuốc ung thư của Tây y đưa vào cơ thể chúng ta, đưa các tế bào. Tại vì cái chất cái tính chất của sâm là gì? Nó giúp tuần hoàn máu, đưa máu đến các tế bào, oxygen đến các tế bào. Thành thứ rằng người ta lợi dụng cái tính chất đó của nó, người ta đưa những cái loại thuốc ở mà nó tạo nó như một cái chất dẫn, đưa những cái loại thuốc để mà những cái thuốc ung thư nó đến các tế bào. Thưa quý vị, đó là hồng sâm rất mắc. Cái loại mà chúng tôi bán ở đây cho quý vị đó là bạch sâm trồng ở Wisconsin, Hoa Kỳ. Nói thẳng, nó không bằng sâm của Hàn Quốc, và cái độ saponin nó cũng không cao. Tuy nhiên nó có cái thuận lợi là như thế này, thưa quý vị. Có một số quý vị cao niên bị cao máu, tiểu đường, khi mà uống hồng sâm, cái dược tính đó mình giờ mình nói nôm na giống như là chất bổ, nó bổ quá. Cái tự nhiên uống vô cái thấy máu huyết cao lên, áp huyết cao, máu cao lên, thành thử ra là phải ngưng lại và hỏi ý kiến bác sĩ. Thì bác sĩ nói đúng,
Bác sĩ có một số trường hợp chúng tôi nghe bệnh nhân nói là bác sĩ nói không nên dùng cái đó nữa là tại vì nó làm cho tăng cái huyết áp của cái máu thì nguy hiểm ông ơi thưa quý vị. Trong khi bạch sâm thì nói thật ra cái độ saponin, cái độ dược chất nó không có nhiều bằng sâm của Hàn Quốc, không có nhiều bằng sâm hồng sâm. Nhưng mà những người cao máu, cao mỡ chúng ta uống vào, tức là cái độ bổ nó vừa phải. Thưa quý vị, thì có thể uống cho những người mà cao máu, cao mỡ có thể uống được. Và họ theo dõi thấy rằng là cái độ mà gọi là tăng huyết áp của những người đó nó không có nhiều như là hồng sâm. Hồng sâm uống vô thấy ngay. Nhưng mà bất cứ loại dược thảo nào thưa quý vị và thuốc, khi quý vị uống mà quý vị thấy có những triệu chứng cho cơ thể của mình phải tham khảo ngay với bác sĩ gia đình. Cái đó là phải dứt khoát phải theo. Bác sĩ gia đình nói ngưng là phải ngưng ngay. Hoặc là bác sĩ chuyên môn nói ngưng là phải ngưng ngay chứ không phải là chúng ta tự ý. Ở mà biết rằng là nó là dược thảo, nó là thực phẩm chức năng, nhưng mà cái gì mà nó nhiều quá thì coi chừng nó là gọi là lợi bất cập hại, nó cũng có thể gây ra những cái tác dụng phụ, những cái hại. Thành ra quý vị nói một số vị nói rằng là dược thảo không có tác dụng phụ, đó là chúng tôi nghĩ không có chính xác đâu. Dược thảo vẫn có những tác dụng phụ, không tin quý vị thử uống vài viên dược thảo vô mà quý vị chưa có ăn uống hay là quý vị như thế nào, nó cũng có những cái tác dụng đó chứ không có tác dụng phụ. Thành ra chúng ta dùng thì chính xác hơn. Nhưng mà đối trở lại với chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, vào những ngày đông lạnh giá như là cái mùa Covid vừa rồi, chúng tôi có sâm của công ty Princess Lifestyle mà sâm cũ, là tại vì mình á, thật sự ra mà nói mình không có tiền để mà mình mua những cái loại sâm hồng sâm nó quá, mà mình cũng sợ nó tác dụng nhiều quá. Mình mua cái sâm cũ mình thấy rõ ràng đây là củ sâm. Xay nhuyễn ra giống như mình xay tiêu nát ra hết. Bỏ vô một cái hũ nho nhỏ, đừng có xay hết, xay vài củ xài. Múc một muỗng đó quậy vào nước ấm. Ai mà thấy đắng, cái vị nó đắng mà, vị đắng nó hăng lắm, hôi khô rồi. Thì có thể cho chút xíu mật ong, nhưng mà cái đó còn tùy, nhiều người tiểu đường hoặc là cao máu cao mỡ không có uống được mật ong. Nhưng mà Phạm Khanh bỏ chút xíu mật ong để nó thơm thơm để mình uống cho nó, chứ uống không cái mùi nó đắng quá nó không hấp dẫn. Thì chúng tôi uống đó, thường thường là vào buổi sáng. Thưa vị, buổi sáng uống trước khi ăn luôn. Để nó hấp thụ hết, là quay một viên nước ấm nho nhỏ thôi, lấy một muỗng bột bột sâm mà chính mình xay luôn, là mình tin tưởng, quậy vào trong đó bỏ miếng mật ong vô xong khỏe mạnh. Cái điều lạ là cả năm trời Covid, mấy năm trước năm nào cũng bị cảm cúm này kia hết, năm nay không bị, dù cái cảm cúm nhỏ cũng không bị luôn. Cái đó mình phải mình nói hay, nhưng mà có thể năm nay là do ý thức là biết rửa tay, biết cẩn thận, biết đeo khẩu trang, rồi thêm uống cái này cái kia cái nọ nữa, chứ không phải là mình nói mình hay. Nhưng mà điều đó cũng mừng. Thưa quý vị, vì muốn mua sâm cũ nguyên chất của công ty Princess, sâm cũ nha, bán về cho vị là cũ, một hộp nhỏ 60 đồng, nếu mà người ít xài chắc xài cũng được 2 3 tháng, hộp lớn thì là 125 đồng. Một Sâm hoa kỳ hộp nhỏ là một là 65 đồng, hộp lớn là 120. Đúng rồi, đúng rồi, sorry. Bảo Thành nói lộn giá. Hộp nhỏ 65, hộp lớn là 120, tức là mua hộp lớn thì lợi hơn. Giờ đối với Phạm Khanh mua hộp lớn, nhỏ gì cũng xay nát ra hết rồi. Chính mình xay nha. Hoặc là cắt lát cũng được, chính mình cắt luôn, mình làm. Rồi, thì xin quý vị gọi cho công ty ở số là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là an lành. Xin chào tạm biệt, xin nha, chào Lưu Mỹ Linh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường học. Xin trân trọng kính chào. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.